Chào các bạn, tiếp tục clip ngày hôm nay mình xin giới thiệu các bạn đến bài tập thứ ba trong chuỗi bài tập về môn học vi su basic 6.0. Thì chúng ta đi vào bài tập thì đầu tiên thì trước khi vào bài tập thì các bạn có thể dành vài giây để like like clip và ủng hộ mình, cũng như có thể click vào một số quảng cáo xuất hiện trên clip để ủng hộ mình làm các clip tiếp theo. Thì địa chỉ kênh của mình là youtube.com gạch chéo cơ điện tử channel. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh trong suốt thời gian vừa qua. Thì trước khi chúng ta sẽ vào đề toán của bài tập thứ ba. Đề toán là có đề như sau. Thì cái đề này là nằm trong cái tập bài tập mà thầy đã đưa. Thì các bạn có thể download ở link bên dưới video. Thì chúng ta vào đề này. Đề bài tập nó yêu cầu là viết chương trình tính tổng T bằng 1 cộng 2 cộng chấm chấm cộng đến số n, với số n này là số nguyên và lớn hơn không, thì giao diện chúng ta sẽ tự thiết kế cho phù hợp. Thì vì cái bài toán này chúng ta phân tích một chút là chúng ta sẽ dùng cái luận vòng lặp là tức là for next. Thì đây là cái cấu trúc vòng lặp nó, thì đây là chúng ta đầu tiên là for, chúng ta phải tạo một cái biến đếm. Rồi đây là cái cấu trúc nó và biến điểm, ví dụ chẳng hạn là ý chẳng hạn, thì chúng ta cho cái biến này là bằng một cái giá trị điểm đầu, và sau đó chúng ta sẽ dùng và sau đó sẽ là tu và điểm cuối. Còn cái step này là bước giải này là có thể dương, bước tăng hoặc bước giảm và một cái khối lần nào đó, và sau đó là net 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 và biến đếm. Thì cái cấu trúc vòng lặp này thì nếu các bạn muốn theo dõi thì mình sẽ đưa cái link bài giảng cụ thể của thầy Nguyễn Hữu Trung ở trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, thì giải thích cả kỹ. Và chúng ta sẽ vào bài toán. Chúng ta sẽ mở cái chương trình Visual Basic lên. Rồi, chúng ta sẽ thiết kế cái giao diện, thì giao diện mình sẽ thiết kế nhanh. Đầu tiên các bạn tạo một cái label label đó, đây là label là đây này, thì đây là các bạn nếu nó bị ảnh cái thanh đầu này thì các bạn dùng property hiện cái thanh này lên. Thì chúng ta ở đây nếu không dùng gì cũng được, nhưng mà đây là mình label lb l n chẳng hạn đi. Rồi. Còn phần caption đi, các bạn ghi là nhập n đi. Nhập n. Rồi. Nhỏ lại chút. Rồi tiếp theo là cái phần test. Test là tức là cái số phần nhập n đó. Thì đây là test. Rồi. Thì các bạn sửa đây là chẳng hạn là TXT TXTN chẳng hạn. Rồi. Rồi. Ở cái phần này thì các bạn chọn nó nằm ở bên phải đi. Rồi. Và cái số nó đầu tiên là thì bên phải. Cái phần test thì các bạn có thể xóa cái chữ này đi. Rồi. Tiếp theo là chúng ta sẽ dùng một cái lệnh comment, lệnh tính. Rồi. Thì đây là các bạn ghi tính chẳng hạn. Đây là các bạn ghi là CMD MD tính. Rồi. Cái caption đây các bạn ghi nó là tính. Rồi. Và tiếp theo cuối cùng là các bạn dùng một cái label để xuất kết quả. Cái kết quả này thì cho nó mời giữa màn hình đi. Rồi. Chấp xanh có thể để trống đi. Tại vì kết quả chúng ta sẽ tiến hành lập trình vào cái comment pin này.
À thì đầu tiên là mình giới thiệu các bạn lập trình các cái bước căn bản, còn cuối clip mình sẽ đưa một cái bức ảnh mà mình đã lập trình kỹ và hoàn thiện. Thì đầu tiên là mình sẽ vào căn bản để các bạn dễ hiểu. Thì đầu tiên chúng ta sẽ khai báo biến. Chúng ta đây là biến chúng ta cho một cái biến e này chạy là biến s integer chẳng hạn. Rồi đây là chúng ta sẽ cái một biến tổng là chẳng hạn. Tổng rồi một biến y. Biến y này là cái biến y này là chúng ta khai báo là khi dùng cái vòng lặp for đó, for thì sẽ có xuất hiện một biến y thì chúng ta khai báo trước, nếu không thì trước sau thì các bạn cũng phải khai báo cái biến này là một biến y integer. Rồi và n này là cái số n này là nó sẽ là các bạn chú ý là n mà khi các bạn đây này nhập vào đây là một cái số n, thì n này nó nằm đang còn nằm ở dạng test thì các bạn phải dùng cái một lần value các bạn phải chuyển nó về cái dạng số thì dùng cái này. Tn nhân rồi ở thế chúng ta sẽ cho cái biến tổng này bằng bằng không, rồi chúng ta sẽ dùng cái vòng lặp for connect. Đây đây là vòng lặp đó, thì đầu tiên là for một cái biến điểm bằng bằng điểm đầu thì chúng ta sẽ dùng cái biến điểm này là biến for đi bằng bằng không tu tu điện e e là biến này này rồi tu tu e là điểm cuối. Rồi bước giải này có một số bài toán có thể bỏ qua thì nó mặc định hiểu là bước giải là một tu e step rồi chúng ta sẽ cho cộng này đây là một cái khối lần nào đó. Rồi chúng ta sẽ cho cộng này, đầu tiên gắn cái cộng này là bằng bằng tổng cộng này. À, đi. Thì cái đó nó sẽ xuất ra một xuất xuất chương trình đây là một điểm xuất bước tiếp theo là xuất kết quả thì chúng ta sẽ có lbl. Quên đặt đây là đây lbl kết quả này đó, thì cái lbl khi chúng ta khai báo như vậy thì khi chúng ta nhận vào đây thì nó sẽ ra kết quả đây, thì chúng ta sẽ khai báo như sau lbl kết quả này nhấn nhấn caption sẽ bằng tổng xúc. Và chúng ta sẽ thử chạy chương trình bằng 2 thì 2 cộng 1 cộng 2 là bằng 3 bằng 3 thì 1 này cộng 2 cộng 3 là bằng 6 đó. 5 chẳng hạn thì bằng 15 đúng rồi. À, nhưng mà ở đây ví dụ số âm 1 thì sao thì nó không hiểu, thì chúng ta phải dùng một cái lệnh if à, để
bắt buộc nó phải vào là nhập một cái số và số dương, nếu không mà nếu đó là không phải số dương thì nó sẽ xuất hiện một message box, thì ở cuối clip mình sẽ đưa cái phản ảnh như các bạn nhìn. Thì tiếp theo nếu mà như không dùng cái lệnh nhìn Fortnite này thì các bạn có thể dùng cái lệnh gì, thì ở đây mình sẽ xóa cái lệnh Fortnite này, mình thấy đây là một cái lệnh lệnh khác ấy. Đây mình xóa cái lệnh Fortnite này, xóa nó đi. Chúng ta sẽ thấy về lệnh Fortnite này là một cái lệnh do why. Thì các bạn nhìn sơ cái lệnh do why là như thế này nè. Ok, các bạn thấy đây là hồi lần đu quay là đầu tiên là một cái điều kiện đó, chẳng hạn thì cái hồi lần đu quay xong là để một cái điều kiện nào đó, xong có một cái hồi lần nào đó xong đến lúc có nhiều cái đi. Rồi chúng ta bắt đầu này, chúng ta sẽ tiếp tục bài toán. Thì đây mình sẽ dùng một cái lệnh do while, cái ý mà nó điều kiện của nó là ý nhỏ bằng n, thì tổng này sẽ bằng tổng này cộng y lúc này. Lúc nó bằng y cộng 1. Rồi. Chúng ta phải cho cái bên y này chạy bằng 0 đó. Khởi tạo bên y này bằng 0. Chúng ta cho tộc bằng tộc bằng y và cái tăng cái biến y này là bằng y cộng 1. Thì chúng ta sẽ cho nó chạy chương trình thử xem nào. 2 bằng 3. 4 thì nó bằng 10. 5 nó bằng 15. 6 nó bằng 21. Trừ 1 thì nó không ra được. Như vậy chúng ta sẽ giải quyết cái bài toán này như sau. Thì mình sẽ đưa cái file ảnh mà hồi đầu chương trình mình nói, cái file ảnh thì các bạn thấy là đầu tiên là chúng ta sẽ khai báo biến, khai báo biến y này sẽ bằng s integer, một cái biến tổng bằng s long, hoặc biến tổng bằng s integer cũng được, n bằng s integer. Chúng ta sẽ kiểm tra tách một, tức là kiểm tra n này có phải là số không, thì chúng ta sẽ dùng cái lệnh này là if not num this, thì TST này là TTN đó, nhân test hoặc là cái volume mà test một nhân T, tức là TTN đó, ở bài toán chúng ta đang giải là TTN, nó bạn không thì chúng ta sẽ xuất ra cái maximum box là phải nhập vào một số lớn hơn không đó, thì chúng ta kết thúc. Còn cái lần sau này thì hoàn toàn tương tự như là chúng ta đang giải thôi, thì các bạn chỉ có thêm cái dòng lần này đó, lần này vào, và chúng ta sẽ kết thúc bài toán tại đây. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.